Lời nói đầu tiên, Dương Hữu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất, hôm nay Dương Hữu trao 10 kg gạo 140 ngàn của gia đình Tăng Tích Phương cho học sinh nghèo. Vì cũng hoàn cảnh khó khăn, sau tháng 7, Dương Hữu cũng xin trao 10 kg gạo cũng là thay mặt người nghèo khó khăn vùng sâu vùng xa. Cảm ơn gia đình Tăng Tích Phương đã hỗ trợ những hạt ngọc. Phần gạo quý báu này thì Dương Hữu hy vọng rằng được cộng tác với gia đình Tăng Tích Phương mãi mãi. Chúc cho gia đình Tăng Tích Phương lúc nào cũng may mắn và hạnh phúc thật nhiều bên gia đình. Dương Hữu cũng mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện Ngã Bảy, mong quý vị hãy chia sẻ và like thích đăng ký. Số điện thoại của Dương Hữu là 0909098469. Mong quý vị hãy ủng hộ cho Dương Hữu Từ Thiện Ngã Bảy. Thì Dương Hữu cũng xin mời quý vị sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện Ngã Bảy xem chương trình thiện nguyện từ thiện hoạt động của hội. Mong quý vị ủng hộ nhiều hơn mọi cho bà con nghèo phải bớt đi khó khăn. Là gì ở đâu vậy? Nhà Dương. Rồi cho Dương Hậu trong 1 kg gạo của Hương ha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Đây là người nghèo của quê Dương Hậu. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.